Chào các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em vòng thi số 17 Olympic của khối lớp 7. Đây là vòng thi cấp tỉnh của năm học 2015-2016. Các em chuẩn bị dụng cụ tập. Đây là vòng thi cấp tỉnh trên toàn quốc ha. Rồi, tam giác AB bằng AC là cân đỉnh A bằng 50 độ. Như vậy là góc ở đáy sẽ bằng 180 trừ cho góc ở đỉnh chia đôi. Như vậy kết quả sẽ là 65 độ. Rồi, số học sinh của hai lớp, một lớp là 6 phần, một lớp là 7 phần. Như vậy cộng lại là 13 phần, mà gồm tất cả là 65 em. 13 phần là 65 em. Như vậy các em lấy 65 chia cho 13, vậy mỗi phần là 5 em. Trong đó lớp 7A chiếm 6 phần, vậy các em lấy 5 x 6 là 30. 2 mũ 3 mũ 2, các em tính từ trên tính xuống ha. 3 mũ 2 là 9. Như vậy 2 mũ 9 sẽ bằng 512. Rồi tiếp tục. Tam giác có góc A bằng 70 độ. Như vậy còn lại góc B cộng góc C sẽ bằng 110 độ. Giả thiết là cho góc B trừ góc C bằng 50 độ. Vậy đây là bài toán tìm hai số biết tổng bằng 110 và hiệu bằng 50. Giờ góc C là số bé, vậy ta lấy tổng trừ hiệu chia đôi. 110 trừ 50 là bằng 60, chia đôi là bằng 30 độ. Và tiếp tục. X là 5 phần, Y là 7 phần. X cộng Y sẽ là 12 phần. 12 phần là 72. Như vậy mỗi phần sẽ là 6 đơn vị. Như vậy x sẽ bằng 5 phần, tức là 5 x 6 bằng 30. Còn y là 7 phần, là 7 x 6 bằng 42. Như vậy là 2 x x trừ cho 3 x y sẽ bằng 2 x 30 trừ cho 3 x 42 các em. Âm 66. Tìm giá trị lớn nhất của A. X là số nguyên em nha. Bài này chúng ta làm cũng khá nhiều lần rồi ha. Bây giờ thầy dùng cái này, dùng phần mềm MapType để giảm cho các em dễ thấy. Bây giờ biểu thức A sẽ bằng gì? 2016 thầy tách ra là thành 6 đi, trừ cho x, rồi cộng cho 2010. Còn ở dưới là 6 trừ x bằng 6 trừ x bằng tách rời ra đó. Thì cuối cùng nó sẽ bằng gì? Bằng 1 phần phân cộng với 1 phần nguyên à. Số 1 này thì vĩnh viễn bây giờ thay đổi rồi. Còn bên này, bên này là 1 phần phân, có tử không đổi. Bây giờ thầy muốn phân, muốn biểu thức A này lớn nhất thì cái phân số này phải lớn nhất có thể. Phân số này muốn lớn nhất có thể thì cái mẫu là phải bé nhất có thể. Mẫu càng bé càng tốt ha. Giờ mẫu bé nhất thì nè, khi 6 trừ x là bé nhất ha.
Mẫu lại là một cái hiệu. Mẫu bé nhất. Khi cái hiệu này bé nhất à? Vậy là thầy sẽ cho 6 trừ x là bé nhất có thể. Vậy là x sẽ bằng 0. Khi x bằng 0 thì 6 trừ. À, okay. Mẫu bé nhất là bằng 0 thì không được em nhé, bởi vì mẫu thì không được bằng 0. Vậy mẫu bé nhất là bằng 1 đi. Vậy lúc đó x sẽ bằng 5. X bằng 5 thì mẫu là bé nhất. Còn x bằng 6 thì không được. X bằng 7 thì nó là ra âm mất. Âm, một lượng âm cộng với số 1 thì không còn là lớn nhất nữa. À, lớn nhất thì A phải là số dương cơ. Vậy là 7, 8 thì không xét nữa. 6 không xét nữa. 5 thì đang suy nghĩ chọn. 4, 6 trừ 4 thì lại không có lớn bằng 6 trừ 5, đúng không? Vậy tóm lại x là sẽ bằng 5 đó các em. X bằng 5 thì 6 trừ 5 là bằng 1. Vậy chỗ này sẽ bằng 2010 cộng 1 là 2011. Đây là giá trị lớn nhất. Rồi tiếp tục. 1x cộng 2x cộng 3x cộng 2016. Thì các em biết công thức của dãy số cách đều rồi đúng không? Các em tính cho thầy cái tổng này đi. 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm chấm cộng cho 2016. Thì cái tổng này nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng đầu cộng cuối. 1 cộng cho 2016 nhân cho số số hạng, đó là 2016, rồi chia đôi. Đó là công thức tính dãy cách đều đó. Lấy số hạng đầu cộng số hạng đuôi rồi được bao nhiêu nhân với số số hạng của tổng, rồi đem chia hai. Cái này chúng ta đã được học ở các cái Olympic khối 6 ha, và những ở vòng trước. Như vậy nó sẽ bằng là 2033136, 2033136. Như vậy bài toán giờ ta có gì? Giờ bài toán ta có gì? Giờ các em sẽ có là 2033136 x thì bằng 2017 nhân cho 2018 ha. Bây giờ mình làm phép bài toán tìm x này thôi. Các em lấy 2017 nhân 2018 tất cả đem chia cho 2033136. Đáp án là 1009 phần 504. 109 phần 504. Đây. À này. Một cái lũy thừa mũ chẵn thì luôn luôn lớn hơn bằng 0. Cái này cũng lớn hơn bằng 0. Cái này cũng lớn hơn bằng 0. Ba cái lớn hơn bằng 0 cộng lại muốn ra 0 thì từng cái này phải bằng 0 nghe nhé. Từng cái này phải bằng 0. Như vậy là mình sẽ có gì? Mình sẽ có 2x trừ 1 bằng 0. Từ đây các em suy ra x sẽ bằng 1 phần 2. Rồi gì nữa? 3y cộng 6 bằng 0. Thì từ đây các em suy ra là y sẽ bằng trừ 2. Tiếp tục là z trừ 1 bằng 0. Thì cái này các em suy ra z bằng 1. Bây giờ các em muốn tính gì mà chả được. 4 nhân cho 1 phần 2 cộng cho y cộng cho âm 2 và trừ cho 3z, tức là trừ cho 3 luôn. Kết quả là âm 3. Tiếp tục. Số dư của cái này khi chia cho 6 à.
Rồi bài này các em sẽ giải như sau nè. A lớn sẽ bằng 3 mũ n cộng 3 cộng cho 3 lớn mũ n cộng 1. Cộng cho 2 lớn mũ n cộng 3 cộng cho 2 lớn 2 mũ n bằng 2. À, giờ thầy dùng tính chất phân phối thôi kìa. Cái này là 3 mũ n cộng 3 với 3 mũ n cộng 1 là lấy thầy lấy 3 mũ n cộng 1 ra dùng chung. À, thì đây nó chỉ còn lại là 3 mũ 2 mà thôi. Còn đây là đem đi hết là coi như còn là số 1. Cái này cũng vậy, thầy đem 2 mũ n cộng 2 ra dùng chung, làm thừa số dùng chung tính chất phân phối. Vậy đây chỉ còn lại 2 mà thôi. Còn đây là còn lại 1 mà thôi. Vậy các em sẽ để ý tiếp nè. Thì 3 mũ 2 là 9, 9 cộng 1 là 10 đúng không? Đây là 10 nè. Còn bên này là 2 mũ n cộng 2 nhân cho 3. À, nhân 3. Rồi mấy em chú ý tiếp. Trong số 10 này có chứa số 2. Đúng không? 2 nhân 5. Còn 3 mũ n cộng 1 thì thầy trích một số 3 ra. Vậy trong cái tích này sẽ có chứa 3 và 2 nhân lại sẽ thành 6. Tích này cũng vậy, có số 3 đây rồi. Rồi trong 2 mũ n cộng 2 thì trích một số 2 ra. Trích một số 2 ra thì 2 x 3 sẽ là 6. Vậy hai cái tích này đều chia hết cho 6. Như vậy là A lớn này sẽ chia hết cho 6 vậy. Tức là số dư khi chia cho 6 sẽ bằng 0. Các em lưu ý nha. Trong số 10 có 2, còn trong này có 3, 2 x 3 là 6. Trong 2 mũ này có 2, đây có 3, 2 x 3 là 6. Rồi như vậy các em theo dõi. Như vậy là 1 trừ x, x trừ 1, x trừ 1. Các em chuyển qua bên phải nha. Mấy trị đối các em chuyển qua phải. Như vậy là ta sẽ có x trừ 1 bình phương bằng giá trị đối x trừ 1. Vậy cái cơ số phải bằng 1 hoặc là bằng 0 hoặc là âm 1 thì lúc bình phương lên nó mới bằng giá trị đối của cơ số đó. Nghĩa ở đây ta có 3 giá trị ha. Số giá trị của thỏa mãn sẽ là 3 giá trị. Ồ, thầy ứng lộn một rồi các em cẩn thận nha. 3 giá trị mới đúng chứ không phải 1 giá trị. Các em cẩn thận. Hơi vội các em nhé. Bài thi số 2. Tam giác 3 góc 3 phần 5 phần 7 phần. Vậy là 15 phần. Các em lấy 180 độ chia 15. Vậy mỗi phần là 12 độ. Trong đó góc A chiếm 3 phần, như vậy nó sẽ là 36 độ. Tập hợp các số nguyên. X bình nhỏ hơn 3. X bình trừ 3 nhỏ hơn 0 thì X bình sẽ nhỏ hơn 3 nha. Rồi giờ 4 X bình nhỏ hơn 3. Cái này cái mò cũng được nhưng mà nó hơi áy náy đúng không? Vậy suy ra là trừ căn 3 sẽ nhỏ hơn X nhỏ hơn căn 3. Suy ra x sẽ bằng gì? Đó là trừ 1,7. 1,73 đó. Câu 3 là căn 9 chứ hả? À đúng rồi. Trừ 1,73 nhỏ hơn x nhỏ hơn 1,73. Em suy ra x sẽ bằng gì? Âm 1 này. 0 số nguyên
Bài có nhiều cách giải á. Tôi giải theo cách đơn giản các em thường gặp đi nha. X trên 2. X trên 2 sẽ bằng gì? Sẽ bằng y trên 3 phần 2 bằng gì? X trừ y trên 2 trừ cho 3 phần 2. X trừ y thì bằng 15. 2 trừ 3 phần 2 thôi. Một phần hai nha. Như vậy cái này sẽ bằng 30. Từ đây suy ra x sẽ bằng 2 nhân 30 là 60. Y sẽ bằng 3 phần 2 nhân 30 là bằng 45. Cùng z nữa các em. Ba z phần tư là cũng bằng hai kia, như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là z phần 4 phần 3 cũng bằng 30 đó kìa. Từ đây kiếm suy ra là z sẽ bằng 40. X bằng 60 cộng cho y 45 cộng cho z là 40, 145. So sánh này ta đưa về cùng số mũ hoặc là cùng cơ số thôi, mình kiếm biết rồi hả. Bốn mũ 30, còn cái phe kia là 3 nhân cho 24 mũ 10 thì cái này thầy sẽ đưa về là 4 mũ 3 tất cả mũ 10 để cho nó có vẻ giống giống màu là. Bên là 64 mũ 10. Bây giờ thầy có một cái cách vạn năng các em lưu ý nè. Cách này nó hơi thô thiển nhưng mà nó cũng rất hiệu quả. Các em rã nát ra thành số nguyên tố hết ha. 4 mũ 30 là 2 mũ 2 tất cả mũ 30. Nó bằng 2 mũ số 10. Còn ở dưới là gì? 3 nhân cho 24. 24 là 3 nhân 8 tức là 2 nhân 2 nhân 2 hay là 2 mũ 3 đó. 2 mũ 3 nhân cho 3 mũ 10. Tám ba hai bốn đúng rồi. Thì cuối cùng nó sẽ thành là 2 mũ 30. 30 nhân cho 3 mũ 11.
trên này là gì? Trên này là 2 mũ 30 nhân cho 2 mũ 30. Rồi các em so sánh 2 mũ 30 này với lại 3 mũ 11 là xong. Bây giờ so 2 mũ 30. 2 mũ 30 là bằng 2 mũ 8 nhân cho 2 mũ 22. Đó. 2 mũ 8 thầy để nguyên đi. Còn 2 mũ 22 là gì? Chính là 4 mũ 11. Rồi, giờ các em so 4 mũ 11 này thì nó đã đủ lớn hơn 3 mũ 11 rồi. Nha. Chứ chưa kể 2 mũ 8 nhân dồn. Như vậy là 4 mũ 30 là lớn hơn nhiều so với B luôn ha. Mũ chẵn, mũ 4, mũ 2 thì thấp nhất là bằng 0. Hai cái này cùng bằng 0 thì thấp nhất, và lúc đó 12 sẽ chính là giá trị nhỏ nhất của A. Phân số có giá trị bằng 4/6. Nghĩa là phân số mình đang tìm là x phần y bằng 4/6. Và đồng thời là tử cộng mẫu bằng 15, là x cộng y bằng 15 đó. Rồi. Như vậy là tử là 4 phần, mẫu là 6 phần. Tổng lại là 10 phần. Mà lại bằng 15. Vậy mỗi phần sẽ bằng 1,5. Mẫu chiếm 6 phần. Vậy các em lấy 1,5 nhân 6. 9. Mẫu là 9. Còn tử là 6 đó. Rồi tập hợp các số nguyên. Để cái này nhỏ hơn 0. Thì muốn phân số là nhỏ hơn 0 thì x cộng 4 nhân cho x cộng 1 nhỏ hơn 0 ha. Giờ thì có trường hợp 1 này, ở x cộng 1 thì nhỏ hơn 0 và x cộng 1 phải lớn 0, nhỏ 0, lớn 0 chia nhau mới ra âm được. X nhỏ là 4 thì x lớn là 1. X nhỏ âm 4 và x lớn là 1 thì cái này là vô lý ha. Không có, không tồn tại. Nhỏ hơn trừ 4 rồi thì làm sao mà lớn hơn trừ 1, mà lớn hơn trừ 1 thì làm sao nhỏ hơn trừ 4 ha. Trường hợp 2, trường hợp 2 thì ngược lại các em, x cộng 4 sẽ lớn hơn 0 và x cộng 1 sẽ nhỏ hơn 0. Vậy x lớn hơn trừ 4 và đồng thời x sẽ nhỏ hơn trừ 1. Từ đây các em suy ra x sẽ bằng gì? Trừ 3 được nè, trừ 2 được nè, lớn hơn trừ 4 và nhỏ hơn trừ 1, và là số nguyên ha. Tập hợp các số nguyên x
Chiều hai chiều hai đúng rồi. Số các số hữu tỉ âm có mẫu bằng 9, tức là x phần 9 đó, nhỏ hơn 0 là lớn hơn 1. Âm 1 này nhỏ hơn x phần 9. Số các số hữu tỉ âm, âm nó nhỏ hơn 0 lớn hơn 1. Như vậy là gì? Vậy ta có là âm 9 phần 9 nhỏ hơn x phần 9 nhỏ hơn 0 phần 9. Như suy ra x sẽ bằng âm 8 âm 7 âm 8, âm 7, âm 6 cho tới âm 1, 8 như vậy ha. Số các số nguyên x thỏa, giá trị tuyệt đối của nó nhỏ bằng 5 thì nó sẽ bắt đầu từ bao nhiêu? Bắt đầu từ trừ 5 ha, trừ 5, trừ 4, vân vân cho tới trừ 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vậy có 11 số. Giá trị lớn nhất thì bằng 17. Bởi vì trừ 2x bình đó, thì luôn luôn bé hơn hoặc bằng 0. Cao nhất là bằng 0 cộng 17 thì cả cái này cao nhất là bằng 17. Đây, 4 cái thừa số này nhân nhau bằng 0 thì từng thừa số phải bằng 0 đó. Là có thể là giúp cho cái tích này bằng 0. 4 thừa số này nhân nhau bằng 0 thì ta sẽ có 4 bài toán con. X trừ 4 bằng 0 là x sẽ bằng 4 nè. Rồi cái này thì không thể bằng 0 rồi. X bình trừ 16 bằng 0 thì x bình bằng 16, như x bằng cộng trừ 4. Mà 4 hồi nãy mình tính rồi, vậy giờ mình lấy thêm x bằng trừ 4 thôi. X cộng 1 bằng 0 thì x sẽ bằng trừ 1. Như vậy ta sẽ có được 3 giá trị, 3 giá trị x để cái đó bằng 0. Đó là trừ 1, trừ 4 và 4. Tam giác này, tam giác ABC cân, tam giác này có cạnh bằng 2, 2, 2 cạnh 2. Các em dùng Pythagore đảo các em sẽ thấy góc vuông ha. Một cạnh bằng 2, một cạnh bằng 2, một cạnh bằng 2 cạnh 2, thì dùng định lý Pythagore đảo các em sẽ thấy tam giác này vuông liền. Đây, 2 cạnh 2, các em tất cả bình lên ha, thì nó sẽ bằng 8. Còn 2 bình cộng cho 2 bình thì cũng bằng 8. Đó. Như vậy tam giác này là tam giác vuông và nhận BC làm cạnh huyền. Như vậy góc A sẽ bằng 90 độ thì lúc đó góc C sẽ bằng 45 độ. Số các số nguyên m để biểu thức này chia hết cho biểu thức kia. M trừ 1 chia cho 2m cộng 1. Nếu m trừ 1 chia hết cho 2m cộng 1 thì có nghĩa là phân số đó nó sẽ thuộc z ha. Yeah.
bốn giá trị kìa, nó sẽ có bốn giá trị. A bằng này ta cũng phải thuộc Z không, em suy ra là 2A cũng thuộc Z, suy ra gì, suy ra là 2A là bằng 2M trừ 2 và nó sẽ bằng 2M cộng 1 trừ 3 và nó sẽ bằng 1 cộng cho 1 trừ á trừ cho 3, suy ra tiếp 2M cộng 1 là ước cộng 1 là ước của bà. Em nhớ vậy thầy. 2m cộng 1 là ước của bà thì suy ra sẽ có 4 giá trị ha. Tiếp tục câu số 9. Hai cái này là đều là 0 âm hết. Mũ chẵn và giá trị đối là đều 0 âm hết. Mà muốn cộng lại bằng 0. Thì hai cái phần này phải bằng 0 hết các em nhé. X cộng 2y trừ 3 sẽ bằng 0. Và 2x cộng 3y trừ 5 sẽ bằng 0. Để giải cái này các em sẽ dùng cầu. Suy ra là x sẽ bằng gì? X sẽ bằng 3 trừ 2y. Còn dưới này các em sẽ suy ra là X sẽ bằng 5 trừ 3y chia 2. Rồi bắt cầu hai cái này lại giải ha. Cái này sẽ bằng nhau. Các em sẽ tìm được y trước. 3 trừ 2 y 5 trừ 3 y trên 2 thì y sẽ bằng 1 kem, y bằng 1, còn x thì bằng 3 trừ 2 nhân 1 thì cũng bằng 1 luôn. Bài cuối cùng, ba nhóm học sinh có 39 em, mỗi nhóm phải trồng một số cây như nhau. Nhóm 1 trồng trong 2 ngày, nhóm 2 trồng trong 3 ngày. Chính là mỗi nhóm phải trồng số cây như nhau, nhóm 1 trồng 2 ngày, nhóm 2 trồng 3 ngày, nhóm 3 trồng 4 ngày.
Rồi câu số 10. Thầy có việc thầy đi một xíu rồi, thầy trở lại là các em chú ý câu số 10. Bây giờ câu số 10 các em nghĩ đơn giản thôi, đừng có phức tạp quá. Giờ thầy gọi số người của nhóm, số người của nhóm 1 đấy ha. Số người của nhóm thứ nhất là x, xm. Số người của nhóm 2 là ym. Và số người của nhóm thứ 3 là zm. Và năng suất của một học sinh, năng suất của một học sinh đó là vậy, mỗi em là năng suất lao động là k, ví dụ vậy. Thì giờ thầy các em sẽ thấy là cái nhiệm vụ trồng cây là cuối cùng là cái phần việc của ba nhóm là như nhau hết. Vậy ở nhóm thứ nhất có xm, mỗi em làm năng suất là k và làm trong 2 ngày đó, thì xong cái công việc. Cái nhóm thứ hai là gì? Có y em, mỗi em làm là k mà làm tất cả trong trong 3 ngày. Và nhóm cuối cùng là z em, mỗi em làm năng suất là k và làm trong 4 ngày thì nhân lên thôi. Và sau đó là ba cái phần việc này là bằng nhau hết. Vậy từ đây các em suy ra thì suy ra là 2x bằng 3y, đúng không? Và sẽ bằng 4z. K là mình quê rồi, bỏ đi, giảm lượng k đi. Rồi giờ các em chia cả ba cái lượng đó cho 12 thì các em sẽ có x/6, x trên 6 bằng y trên 4 và bằng z trên 3. Rồi bây giờ ta trở về bài toán tỷ lệ thức quen thuộc. Tổng x cộng y cộng z sẽ bằng 39 em luôn nhé. X cộng y cộng z bằng 39 ha. Như vậy là x là 6 phần, y là 4 phần và z là 3 phần. Vậy tổng số phần là 13 phần và có 39 em. Vậy mỗi phần là 3 em. 39 chia 3. Giờ ta bắt tìm nhóm nào? Nhóm 1 không? Nhóm 1 là 6 phần. Giờ là 6 3 18. Nhóm 1 sẽ là 18 em. Hơi khó hiểu em nha. Các em tu tới tu lui ngẫm nghĩ là sẽ hiểu thôi. Kiểm tra lại, có sai một hai câu cũng không sao ha. Nắm được ý tưởng là được rồi. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại ở cái vòng thi tiếp theo. Ta sai một câu, ta bấm nhầm ở vòng thi thứ nhất á, các em rút kinh nghiệm nhé. Bấm chuột là cẩn thận, chứ nhiều lúc là bấm nhầm là đáng tiếc lắm.